Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Huy Review của mình. Hôm nay mình đang có mặt tại tiệm đồ hóa của mợ mình ở đường 55/8A đường Nơ Trần Long. Và hãy cùng mình khám phá tiếp nhé. Chúng ta có rất nhiều loại kem như kem bắp, kem khoai môn, kem lốc xoải, kem dâu, kem bột quất, có cả kem hồ vị dâu, vị sô cô la hoặc là kem ba màu và nhiều loại kem khác. Ở đây cũng có bán rất nhiều loại snack khác nhau cùng các hương vị đặc biệt như là ớt, phô mai, phồng tôm và loại bánh cay. Thật là nước. Và có thêm mật ong nữa. Có bán một số loại mật ong và dầu xả nguyên chất. Ngoài ra nhà bọn mình còn bán thêm beef tiger nữa. Bên cạnh là một số loại muối Tây Ninh khác nhau. Mình đã review xong quầy chip với lại đồ ăn và nước uống trong này. Có bánh tráng nữa nhưng mà giờ hết rồi. Giờ đang bây giờ học sinh đâu? Đúng rồi, sang năm vô mới bán bánh tráng. Ủa mà bây giờ chả? Còn bao nhiêu ngày nữa là học lại tiếp? Dạ, tháng mấy mới học? Tháng 8. Còn hết tháng 8. Hết tháng 8. Hết tháng 8, tháng 9 mới học. Trời ơi, sướng ha. Anh là ngày 5 tháng 8 rồi anh vào học rồi. Ôi, ra học rồi vậy.